Tiếp tục đi lùng những cây sắc mộc thôi. Thế nhưng cái cây này thì nó rất là nhiều mà. Mà thật chất ra thì nó xấu quá. Mình đứng bên này mình nhìn thấy ở trong này. Đó. Xấu quá. Cây này chưa ưng ý, mình chưa đáy nha. Cái khu này thì chỉ mình chỉ lục ở trong cái hàng rào. Người ta làm thấy rồi, chỉ còn trong cái bờ rào cái này thôi. Còn bên này không có hay lắm. Giờ này họ đang cầm bế tẹo thôi. Cọc kho mà gây ra không có cái chung và ra hơi khác ra cái banh ra chua chua dễ đã mời cả nhà luôn, ngon á, ngon cả nhà. Lu à, lu rồi chở ông đi ông ngủ cục á. Ngon thành hết á, luôn vứt lên ăn đi. Ăn thì mới bữa ăn, bữa nay không ăn nhốt nhất liền chục cái kỳ ông đã chua. Rồi, đi tìm coi luôn đi. Đây mình dân luôn lu dễ nè mọi người, chùa dài chín quá trời, chùa cái này to chưa ăn ngon. Mời cả nhà luôn, trái rừng này sạch này, lu dễ đau luôn rồi nha. Cái này là nó bị gió nó đưa qua, nó bị gió rồi. Cái nào ngọt chu dễ chín đại rồi rồi, đợi là mưa xuống là trái to lắm, chín bóng đào ra hột cả nha, chín không ai hái. Đây của nhà nước trồng bỏ mập tí hột nó rớt quá chừng. Đây là dễ nước ăn ngồi này, chụp quá chừng ở bên đất cũng bao la cả nha. Đào nhà nước phải ở trong mình chết hết, còn lát rất rộng thênh thang nha. Kia là người ta trồng một phi lao chắn gió, đồi tràm, đang đi dưới đồi tràm. Trong bờ rào mình là không ra, không có cánh thật, ra ngoài đây cũng không thấy luôn. Hy vọng mình sẽ xuống dưới kia nha, tích đầu dưới thì có đất của mình bạc ngàn luôn. Chưa ai làm, còn phải dài không. Đó, mình phát hiện ra con chim tê tê tàu quách cả nhà. Đó. Mình biết khu này là cái chắc là sẽ có ổ là bị nó quấn gió mà này, bị này. Đó. Mày há bưởi. Không, giữ không quấn chó luôn. Thôi không xuống này, xuống này. Đó. Là chó mất còn hai con luôn, hai con về luôn. Chết. Tiêu. Nó quấn chó. Chó chạy hồi kia. Hai con mẹ dữ quá. Thì chim con thì mình biết là sẽ nằm ở dưới này thôi. Đó, thiệt ra thì mình cũng thường bắt nó, mình biết. Chim. Ở mình chim thì nhiều lắm. Ồ, như cái ổ này này. Đây. Đây là cái chim, con chim trâu trỗi này cả nhà. Ồ. Nó đẻ sao mà nó chưa kịp chung vô hang, nó đẻ hoài luôn ta. Đó, mình thả xuống lại nha. Chim nhiều lắm, mình cũng không có bắt nó làm chi. Cái con tê tê kia thì chó xuống kia rồi. Chim mẹ dữ quá. Mình sợ con chó gặp chim con nó cắn chim con tạo nha. Nên mình đi xuống mình coi thôi. Lỡ có chó nó có bắt thì mình la nó. Lâu, bắt cái gì đó? Không có bắt cái gì nghe chưa? Bị mẹ nó quýnh mà không sợ mà. Đó. Nếu mình muốn bắt chim á, chim con là tối xuống khu này là có. Ồ, nó lũi vô cỏ kìa. Ờ, thấy rồi, nó lũi vô cỏ kìa. Chim con. Mình đi qua thử coi nó bay lên.
phải không biết mình thấy cái tháng thì sao không biết phải không. Cái cỏ này thì bắt không được đâu cả nha, nhưng con này có nó ép như này nè. Cút không phải chim, không bán để mà chặt trong này có con để bê con mình mà quay vào cả nhà xem nha. Đó, cỏ 3 ngàn này rậm như thế này làm gì mà tìm ra được nó. Giật mình, ôi trời, chim anh rủi ở ngoài này nó phải nhỏ thì mấy cái bay là cứ dừng là rủi hố này còn nước này đẹp quá, chắc chắn ngay chỗ này là nó sẽ có tê con thôi nha. Hồi nhỏ mình cũng thường bắt lắm nhưng mà bây giờ mình không có nuôi chim nữa. Mình kiếm mình quay cho cái nhà xem thôi nếu mình gặp được. Đó, thì mẹ quay lại. Ồ, cái này hố này có cá nha, chắc chắn là sẽ có cá thôi, không biết người ta bắt hay chưa thôi. Ui dạ, hố này còn sâu này, nước này, rồi mình sẽ bắt có cá lóc lên này, rồi bắt thử có cá lóc, rồi thử có cá lóc này thì thua rồi, không có chim ở này thì không bắt được đâu, dầm vô lửa chết nó, tội lắm, nó nằm im một chỗ đó nha, thua rồi thì dầm vào dầm quá, nó nằm hố nước này chứ không đâu đó, tại vì nó cỏ quá mình không có lùng được. Tê con là nó phải xuống nước, nhúng nước chừng là cứ ở khu nước rồi. Anh lưu mình 2 tháng anh bị con chim mẹ nó dụ anh chạy tới đây kia luôn đó. Nó dụ nó cứ bò sát sát chạy chậm chậm anh rượt theo chạy tiếc về kia luôn đừng ảnh mất con lại nó cừu các bài giờ luôn nó chữ dữ quá mà mình biết là nó nằm có cái tê con nằm đây rồi không biết lớn hay nhỏ thôi cả nhà đó. Mình lúc nãy giờ cũng cỡ 5 phút mà chưa thấy cái gì 10 phút rồi. Đó, chụp ông rào kìa ông này giữ ông kìa, tít kìa luôn chạy sao quá không quay được chứ kìa anh chạy ra rừng nữa kìa đó anh chạy được kìa ví dụ tiêu phải bị đánh đúng chứ mẹ dữ quá tiêu biết chứ mẹ dữ á nó nhảy xuống cái đá luôn mọi người trời ơi sao hôm nay bắt được cái gì không mà bị quýnh biết ai luôn chụp ông này hai cái con chim mẹ dù ổng mà ổng chạy ổng lê lử luôn hết ngu chưa. Nói chung là mình cũng lục xong không có nếu như không phải là không có mà không gặp được nếu như mình có thời gian á mình nếu như hồi nhỏ mình á ở này này mình chia một cái gì đó mình ngồi mình canh khoảng cỡ 1-2 tiếng sau là nó tham mồi cho con á là mình biết liền nó túc con nó chạy ra liền hay dẫn con ra là mình biết liền này. Mà bây giờ thì mình chỉ lục sơ sơ gặp mình quay thôi chứ mình cũng không biết nó làm gì quýnh nè quýnh anh luôn anh dù anh luôn anh chạy được khúc cỏ này có không biết ép đâu khỉ quá hay là nằm trong cái bụi coi á chiều mình tí là mình xuống cầu vô gian trời rồi bây giờ mình sẽ đi vô tìm coi thôi. Ngồi cả nhà tháo không biết nó có rơi chuột hay là nó có rửa không nha, dùng thấy giờ chứ mình đã hên xui rồi. Cái này mình nghi dễ nghi rồi, bây giờ nó chơi rơi chuột rồi sẽ đào thôi. Đó cái nha. Ồ không mệt không rửa nó khá sâu luôn này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn tại sao mà cái coi này nó khó sống nha. Đó cái rơi chuột này, anh cái rơi chuột này tí nữa mình sẽ xả bầu cho cả nhà xem nó được bao nhiêu cái rỡ nha. Đó mình sẽ để im cái rỡ chuột luôn, không cắt luôn. Tại vì mà khi mình đào xuống mình biết cái cây này là nó rất ít rỡ thì mình sẽ dú luôn cái bọ luôn đây. Thì mình làm cho cả nhà xem cái dú dẻo luôn sao. Đó, thì mình sẽ xả bọ quay lại nha. Nặng ngừa. Coi thử được mình xả cái bọ thử được bao nhiêu rỡ. Đây cả nhà, mình thí nghiệm cho mọi người xem này. Đó. Tại vì mình đào được ít rỡ này, đó, đây rỡ, đây là coi nó này. Cả nhà không? Ở đây thì nó được một con mấy rỡ như con này thì mình khả năng khai có khả năng sống tại vì nó cũng được rỡ cũng được được không cả nhà. Đó. Giờ mình sẽ nuôi thôi. Đó, thí nghiệm cho cả nhà thì mình sẽ cắt tường ở đây đi, bỏ tường ở đây mình sẽ dưỡng lại nó chứ bỏ đau quá thì nó sợ nó chết không sống nha. Đó, mình thí nghiệm mình xả cái bầu thôi, nếu này mình đỡ cái bầu thì rỡ cám này nó khả năng nó nuôi được á. Này ngừa. Đây. Đó, lý do khó sống là vậy đó. Cái này thì bây giờ mình nuôi sống thì mình chơi hoa thôi, còn không sống thì thôi. Đây, hôm nay mình sẽ làm thí nghiệm cho cả nhà xem một cái này rồi mình cũng xin kết thúc video luôn.